Hai, xin chào. Hiện tại thì mình đang ở công trình của Bình Dương. Đố các bạn biết là đây là theo các bạn thì không phải đố mà cũng theo các bạn thì cầu thang là loại cầu thang gì? Đó, cái này là động trên nè. Sắc chờ của nó sẽ như vậy nè. Sắc này là 6 cây dày. Đưa ra đó. Cầu thang này là cầu thang gì? Theo các bạn. Mình sẽ đi xuống bên dưới cho bạn xem nha. Đây, bậc của nó đây. Thì nó rất là rung. Cảm thấy rung chừng. Đó. Mình sẽ quay bên hông nha. Bên hông cho các bạn biết cầu thang này là gì nha. Đây. Nó sẽ có 6 cái sắt P16 đây. Đó. Vậy đó. Đó. Thì theo các bạn thì cầu thang này là cầu thang gì?